thôi, cũng về chừa cho Nhiều cha chuyện mẹ này hết. ăn trước rồi mới dám ăn. Đi học bữa nào chủ nhật là đi xuống cái sông á, bắt cái con chim chép á, thuộc chim chép á, đem về đứt tay đứt chân hết trơn. Giờ mẹ ơi con được nhiêu rồi, mừng húm hết trơn, chừng cỡ ký vậy đó. Mừng mẹ ơi được cái này nè, bữa nào cũng vậy. Đi học tan học rồi nước rộng nha, nước lớn thì bé bắt không được. Là bị ngộ mà gì là nó cố tình nó vô sát gì nhỏ rồi nó vậy đó. Thật sự ra thì cũng thấy hoàn cảnh nhỏ cũng khó khăn, là cô thầy á, người ta thấy vậy nó học giỏi, người ta cũng xin mà cái mà đó bộ dần để cho cháu nó học, nó rất cảm ơn, nó mừng trời ơi, mừng vui gì mà chưa tới nhà trường để học nữa mà chưa có gì cả, nó cố tình cháu tôi còn cái gì để nói nữa. Chém này là quá tàn nhẫn luôn. Em nghe nói là cái thằng nó đặt dao trên mạng đúng không anh? Đúng, nó có đang nghe nói là 7-8 thằng vậy đó, đặt dao trên mạng gì đó. Là 7-8 thằng đặt dao trên mạng luôn. Là bữa đó chém nó còn nói cháu thằng đi á. Đúng rồi, nó đăng đăng lên ngược lên là nó nói mà có vụ mà nó chém gì mà nó còn chưa đã nữa. Chưa đã tay nó chém thử là có người chết hay không, có bén hay không, đúng là máu lạnh chém vậy mà nó chưa đã tay. Là một thằng chém hay là hai thằng? Một thằng chém, một thằng đi chặn lại. Anh biết cái thằng nào chém không? Tên là biết, tên gì không? Biết là tên gì, cái người chém là tên gì? Khôi, tên Khôi gì đó. Đăng Khôi đúng không anh? À đúng rồi, Đăng Khôi. Cái người đi chém, còn cái người còn một thằng thì không một có chém. Thằng thì không có chém, nó chặn đầu xe lại cho thằng này đứng lại đi, đặng cho thằng kia chém vậy đó. Nói gì? Quá tàn nhẫn, chém mà còn lên tiếng là chưa đã tay. Ừ, chưa đã tay nữa. Chém quá tàn nhẫn rồi. Còn gì để nói nữa? Tôi cũng muốn yêu cầu thì cho nó giải quyết xong cái mâu thuẫn là nó đã chém cháu tôi như thế nào. Chém là chém xong nó bỏ đi hay là nó đi ra tự thú anh? Không có tự thú, nó tự chém rồi nó chạy về nhà, nó trốn người công an, người ta mới có điều tra là bà mẹ giữ. Chứ là không có tự thú. Không có tự thú. Hôm nay nhà của bé Ly đi cũng đông lắm cô chú. Con cháu giờ đi ra mộ của bé Khali, đây là mẹ của bé Khali đang lao mã cho em. Nhìn con mà nghe thấy con mình hàng ngày đi học cùng bạn bè anh chị em bây giờ nằm đây. Bớt buồn đi chị, thì cũng gắng đặng lo cho gia đình. Ra vô tới mấy đứa cháu đi học nhìn con mình. Mẹ ơi hằng ngày mẹ ơi cũng học về có gì ăn cơm mẹ. Làm đây con ơi hỏi ăn gì nữa đâu. Hôm nay mẹ có làm không, con chở mẹ đi làm. Có gì ăn thì ăn, không có gì thì con xin mời nội ra ruộng câu kiếm cá ăn. Rồi có ăn không có thì ăn cơm cho ăn. Cháu rất là ngoan phải không chị? Rất ngoan. Đi học mà ai cho ăn cái gì chị em rồi cho gì là bỏ túi rồi đem về đưa cho mẹ. Từng chiếc ổi, từng chiếc chuối. Về mẹ ơi con có này cho mẹ ăn nè. Có kia cho mẹ ăn nè, chị cho ba gửi này cho mẹ nè. Hai bữa trước chị bà nấu cà ri gì đó. Dạ. Gửi về.
Nè mẹ ơi, chị ba gửi nè mẹ. Để đi ha, nên ăn đi. Dạ. À, cháu rất có hiếu cô chú, có hiếu với cha mẹ luôn. Có món gì ai cho cũng về chừa cho cha mẹ hết. Ăn trước rồi mới dám ăn. Đi học bữa nào chủ nhật là đi xuống cái sông á, bắt cái con chim chép á, thuộc chim chép á. Dạ. Em về đứt tay đứt chân hết trơn. Dạ mẹ ơi, con được nhiêu rồi mừng húm hết trơn, chừng cỡ ký vậy đó. Dạ. Mừng mẹ ơi, được cái này nè mẹ, bữa nào cũng vậy. Đi học tan học rồi nước rộng, nước lớn thì bé bắt không được. Dạ. Nước rộng bé đi bắt đục hào rồi nên nhìn cho mẹ ăn. Dạ. Đứt tay đứt cẳng. Nó tàn nhẫn luôn mà đành độ. Nó lên mạng, em thì không có điện thoại, nó chém chưa đã tay nữa. Mà em thì không có điện thoại mà nghe người ta nói lại thì nói gì đó, nói là chém gì đó mà chưa còn chưa đã tay nữa. Hết còn em thân thể bệnh dập hết trơn mà nó còn nói chưa đã tay đó nữa. Chưa đã tay nữa nữa. Trong cái thời gian mà bé mà cô chỉ có nghe hai cháu là có xích mích chuyện gì không? Không nghe nói tiếng nào hết trơn. Hằng ngày bé cứ đi học về rồi là bài làm dở xong rồi ra đá banh với hai nhỏ em vậy đó. Rồi có bữa nào mà nước gồng kém thì đi đục hào lội xong đục theo mấy cống mấy bát này nè. Dạ. Chút lát vậy đó là ăn lên ăn làm bài chứ đâu dám đi lâu đâu. Dạ. Chút lát gì đó lên là làm rồi cái ăn cơm rồi cái bắt đầu vô mùng cái bắt đầu bắt nhạc nghe bản hai bản gì là ngủ sáng lên ăn đi học chứ ngoài ra không đi chơi đâu hết trơn. Gia đình của em Khali là rất khổ cô chú. Dạ là em cũng mong em đăng cái clip này lên cô chú thương tình mà chia sẻ cho cộng đồng mạng. Mỗi khi mà tóc của bé ra dài á kêu bé hớt bé không dám hớt. Dạ. Bé ra hớt, bé không dám hớt, bé nói mẹ hớt tóc con tốn tiền nữa. Để lâu lâu đi, nói hầu cô la sao, la quá trời mới chạy đi hớt tóc. Dạ. Yeah. Còn không la thì nó không đi. Chị là không có thấy cháu luôn hả chị? Không, hồi nó cháu một giờ là không thấy cháu lần nào. Dạ. Yeah. Cái ngôi mộ của em là hoàn thành nè hả chị? Dạ chưa, còn còn ở dưới còn dán khúc này với cấp nát các nhà mình. Nhà ma nhà mồ cho em. Dạ, nhà mồ cho em. Cái này chị mưa đó rồi mấy thợ bữa nay nghỉ mà không được sợ dán nó trôi á. Dạ. Mà dán tới tới hoài không biết chừng nào rồi không biết nữa. Gia đình của em khổ lắm cô chú. Không có đất mà phải chôn em là phải cặp hè. Hè đây cũng bờ này cũng sát hết trơn này nữa, không biết chừng nào em làm được cái miếng ấy nè. Dạ. Miếng này sợ nó lỡ nè chị. Miếng dần mình đi. Nó lỡ hả hả chị? Ừ. Tính làm cái lần này ra đỡ miếng đan lên vậy đó. Anh chưa có tính tuồng mà đó. Chị phải làm, chị phải làm dài nè, tại vì cái mã của em chôn ở đây chị phải làm cái bờ kè. Dạ. Cái ganh em đi tới đây nè, đi còn chút xíu rồi phải ấy đâu. Ganh bên đó là của anh bên đó đó. Dạ. Dính chặt cái hàng bước rồi ra là tỉnh tuồng lại anh chẳng là hàng bước nữa làm đổ đan lên thẳng vào đó từ khúc này này gì nè. Dạ. Cháu mà không biết tới chừng nào mà làm được nữa. Mình làm cái bờ kè này cỡ khoảng bao nhiêu tiền chị? Em cũng không biết đó, mấy chú vật thư kìa, coi chú ba có khoảng nhiêu tiền chú ba. Mình làm cái bờ kè này có khoảng bao nhiêu tiền vậy? Con vật đó mình chưa làm không hết. À, chưa có làm mấy chú nó cũng gần khoảng 50 triệu gì đó. Dạ. Gia đình của cháu là khổ lắm cô chú. Nước của cô kìa, chơi kiểu gì con? Rất là khổ luôn. Thì, mai cũng mong là em đăng cái clip này lên để cộng đồng mạng chia sẻ để giúp đỡ cho gia đình của bé. Dạ. Cháu hôm nay đó. Cảm ơn cô nhiều ông cụ ở nhà gửi lại ông cụ hết buồn ghê cho đó chứ. Dạ. Ba ông coi là ông khóc không à? Dạ. Ông về nói chồng á, chồng nói trời ơi, ông cụ quá trời mình phải đi nhà đi thăm ông. Ba em là chín mấy tuổi rồi đó. Dạ.
có biết nhà đâu mà em đang buồn gì đây rồi tới chừng nữa chia hỏi thăm dạ. Không cụ sao ba em nói mà phải con đi có xe không mới cho ba đi chứ. Tại em về em cũng mở lên cho ba coi. Em mộ của bé là làm cái này cao lắm nè cô chú. Cao lên sẽ nước ngập hả chị? Nước ngập bố. Đi đó nước ngập nè còn nước mà ngập cái đây đó. Ờ, nước ngập lên luôn ha. Bây giờ nữa phải đổ này lên nè, lấy đất lên nữa chứ không lấy là nó ngập đó. Dạ. Ờ, vuông ngoài đó là của người ta hả chị? Vuông của anh bên đó. Với em từ lúc này tới đây của em mà con thôi có anh bên đó. Anh chị có tính toán gì rồi để đi làm cái gì không? Lúc đầu chưa con chưa mất thì tính kiếm tiền rồi mình sửa xe lại rồi mua bán đồ tươi. Ông bán con chạy tới trên lưu rồi mẹ con ở nhà bán chăn trâu rồi vậy đó. Dạ. Với nhỏ con gái bán chăn trâu rồi đó. Xây sống qua ngày cho là kiếm được tiền cho lớn không tiếp nói tới được tới lớp 12 rồi mình có khả năng nữa mình lo tới nữa. Dạ. Thì tính vậy đó nhưng mà nửa đường con nó bỏ em đi. Tính là chưa được đó. Xong nào vậy? Chưa xong rồi. Chưa xong cái đường chưa gì hết thì con em đã bỏ em đã đi đây không sống nổi. Giờ thì phải chị anh phải cũng gắng đi gắng bây giờ nó cũng xong hết trơn rồi cũng phải lo cho cuộc sống gia đình. Em cũng gắng anh ngoài ngoài lại rồi em cũng làm nhà mồ rồi cháu rồi xong xuôi rồi em tới đây em cũng làm y như hồi lúc con em còn sống đó. Dạ. Bàn với nhau vậy đó rồi chồng em chạy buôn bán mà mẹ con ở nhà bán cho những gái bán chăn trâu rồi chẳng lai rồi xin được nhau. Dạ. Rồi đó uống. Chứ giờ nói vụ đi mặn là ở công ty nào nữa em cũng không đi được nữa. Con em nằm đây không đi đâu được nữa đâu. Cái này tốt hơn là mình ở nhà vậy đó, bán ở nhà buôn bán rồi ra tới lui mộ con có cái này cái kia rồi mà mặn cho đỡ ngoan ngoan cho đỡ buồn nữa con. Ước mình cô bữa nay là ở bên kia qua hả chị? Nó bên kia nó một giờ qua mà trưởng ấp thay đọc trưởng ấp qua mà nó bên kia có qua không đưa cho trưởng ấp cái này dài bánh nó qua đó. Yeah. Nhà này là người ta cho mình mấy năm rồi chị? Mới có 2 năm rồi. 2 năm. Trước khi cho là hồi đó em còn hộ nghèo. Để cho tao phi phương cho ngôi nhà bằng 40 triệu mà trong đó em vay 25 triệu. Là người ta còn mười mấy triệu đó người ta cho. Là em muốn làm cái theo vậy đó cho đồng cấp nghèo em. Rồi cấp 2 năm nay thì em đi bằng mướn bằng thuê lo cho hai đứa nhỏ học. Yeah. Mấy năm trước thì cũng như hỗ trợ tiền học phí. Rồi tiền gì ăn học tháng 100 ngàn gì đó hỗ trợ cho bé còn dạ. Mấy năm nay từ người cấp nghèo là em hai chồng em mới mặn lo nhiều hơn. Dạ. Vì hai đứa. Dạ. Gia đình mình thì rất là khổ. Dạ. Cũng mong cô chú anh chị thương mà giúp đỡ cho gia đình của bé Kha Ly. Cha mẹ là khổ lắm cô chú, đi mặn mướn không à, không đủ sống nữa. Ngày nào sống mà nói là không mặn thì đi mua vòng vòng mượn tiền chị em anh.